Kính thưa quý vị thân mến, Tùng Quê kính chào toàn thể quý vị. Kính chào quý vị một ngày mới. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 2 nhuận. Quý vị, Tùng Quê có mặt tại chùa. Hôm nay Tùng Quê cũng hơi rảnh rỗi một chút, nên mình quay phim sớm một chút nha quý vị. Trước tiên Tùng Quê kính chào toàn thể quý vị, chúc quý vị một ngày mới an lành, hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống, và luôn thành đạt, vững bền trong năm Quý Mão, và vạn sự cát tường bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây thì Tùng Quê xin phép được quay phim một chút sự kiện buổi sáng nay, rồi buổi trưa, có thể thì có duyên buổi chiều xế thì mình sẽ làm gọn trong một buổi phim. Quý vị, hôm nay thì bà con mình đi chùa cũng bình thường. Giờ kính mời quý vị thôi chúng ta vào bên trong quý vị. Sáng nay trời cũng rất là mát mẻ. Kính mời quý vị vào trong để mà chúng ta định lễ nha quý vị. Kính mời quý vị kính lễ thăm bảo, kính lễ thầy Mo Di Đà Phật. Thưa xong, kính thưa quý vị, buổi sáng sớm nay chúng tôi thấy có những ngọn đèn. Hôm nay có lẽ là có một số người nào đó rất là sớm đã cũng đèn cày bằng những cái chung rất là lạ, cái chung đẹp. Những ngọn đèn đèn cầy rất là đẹp luôn. Có người thì cũng bông mà có người thì cũng trái cây. Kính thưa quý vị, đây thì do tấm lòng của bà con thì Đức Phật á, với Đức Thầy thì chúng ta thì dụng lòng luôn rồi. Tâm thành là chí nguyện nha quý vị, là dụng lòng là quan trọng. Mình đi thẳng vào bên trong chút không quý vị. Kính mời quý vị đảnh lễ Đức Thầy. Đảnh lễ. Chính vì có một cái chậu bông, trong bông lan rất là đẹp. Lan này do một vị ở Thốt Nốt tặng để nơi đây. Lan này kêu bằng lan gì mà màu trắng anh? Lan Hồ Điệp. Vô Lan Hồ Điệp, tên rất là hay không ơi. Mình cũng xin phép quay đằng sau một chút. Chào các anh. Chào. Có ai bệnh không? Không gặp cảnh gì luôn. Có người. Để em trả lời bệnh.
kính thưa quý vị, có người cúng đèn này hay sao mà thấy cái vụ mới hả gì anh? Mới sáng này hay gì ạ? Mới sáng này hả? Đẹp quá anh. Tám ngọn đèn. Tám ngọn đèn mà bằng cái chung gì nhỏ nhỏ ngộ quá ha, nó cũng đẹp quá. Mình để sát vô một chút xíu thì nó có thể nó giống nhau, nó đẹp hơn. Đó, mình kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, giờ đây thì Tùng Quê đi ra ngoài nói là các anh thông tin là có người đến tổ ấn tống phát hành để thỉnh đồ, nên mình sẽ trở về đó một chút. Thì quý vị khi mà đến chùa mà quý vị lại Phật xong rồi quý vị có cần thỉnh đồ thì quý vị đến đây. Anh tính thỉnh đồ hả gì? Dạ, anh thỉnh gì anh? Áo chàng ở đây không có, cho không có áo chàng. Dạ, ở đây thì chỉ có sâm giản, rồi có đồ thờ. Áo chàng anh đi qua bên đó đó, qua bên Ban Quán Tự. Nha. Anh cứ đuổi thì có bà con mình. Có bà con đi chùa nha quý vị. Bây giờ thì mình nghe nói hôm nay tại Ban Hậu Cần có đại bánh xèo. Đại bánh xèo nên chúng tôi giờ này thì cũng còn rất là sớm, mới có 8 giờ rưỡi thôi. Rồi bây giờ mình đi lần ra sao, có mình thấy tình hình bà con mình có dùng bánh xèo chưa. Ủa làm rồi hả dạ? Có người tao mới thỉnh đồ. Dạ. Kính thưa quý vị hiện tại. Rồi dạ. Yeah. Coi chừng mầm á. Rồi coi chừng dùm đi ha. Tôi lên phải. Kính thưa quý vị hiện tại nơi đây đang đãi bánh xèo cho bà con. Hay là ngồi chơi đi anh ơi. Ở đây mình dòm mới tránh được rồi anh ơi. Anh nè, ở đây dòm lên được. Bữa nay tổ đẩy bánh xèo cho chúng ta nha quý vị. Có cơm luôn hả? Ai ăn cơm có cơm, ai ăn bánh xèo có bánh xèo. Hả? Không thấy hả? Tại vô không à. Dạ. 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 Dạ vô đây cô, vô đây con theo. Bữa nay mình ăn bánh xèo ha. Rồi bắt đầu bưng ra. Dạ. Bữa nay thì được tổ đãi bánh xèo nên các anh mình tới đây để dùng nha quý vị. Mình vô trong coi cái tình hình. Chào anh. Bây giờ tổ mình ra sao đâu, anh hướng dẫn vô trong giùm em coi. Mình vô trong ha, mình coi trong tổ hiện tại đang làm gì. Dạ, yeah, cái vụ này bánh xèo ra dĩa sẵn vậy đó hả? Cái đồ quý vị, bây giờ bánh xèo đã ra dĩa sẵn rồi nha quý vị. Nên bắt đầu đãi rồi hả chị? Đãi đi tới trưa. Đãi hoài thôi. Giờ nào hết thôi hả? Ừ. Tưởng đâu ai lạ phải không? Ừ.
Nhưng mà làm bánh xèo mà có dùng thử chưa? Có dùng thử mà nó không ngon rồi bắt đầu mới đãi nghe. Chèn ơi, chưa ăn là thấy ngon rồi. Như vậy là bữa nay mình đãi bao nhiêu cái bánh xèo biết không anh? Có dự trù không? Thì nó mình làm là tiêu chuẩn nó là 1 kg là 40 cái. Ừ, mà làm đây nhiêu ký? À trời, bữa nay thì mình nhiêu ký? Có 30 cái thôi. 4, không, cả mình có 4. 50 cái, gần 2 50 ký. 50 ký là gần 2000 cái bánh xèo. Bữa nay là chắc mình đãi này chắc trừ cơm quá. Ăn bánh xèo trừ cơm được không ta? Được. Bao no mà đãi bao no. Bao no luôn. Để con nhìn coi nhân có ngon không nha. Cái nhân là nó quan trọng quá nha. Thôi, hỏi thử, khỏi thử. Bánh là phải ngon. Dạ, cái nhân là quan trọng đó. Có giá nè phải không? Cu vô nó hả? Dạ không? Ồ vậy đó hả? Bây giờ là chị có lên đi tiếng luôn hả? Dạ. Bây giờ Cần Thơ bây giờ. Chèn ơi, đưa lên hư không không phái vô phái gì giờ. Thì lại quay cái đồ đẹp của ta chưa? Rồi thấy rồi. Quay chưa? Rồi. Quay cái đồ chưa? Thấy luôn. Có tư lùng mà có năm cao không? Dạ. Ê, làm vui quá. Dạ. Bây giờ này là đem ra là để nha quý vị. Thưa quý vị, hiện tại các cô mình đang chuẩn bị đò mình những cái chiếc bánh xèo ngon. Vậy kính mời quý vị, hôm nay thì mình cứ dùng bánh xèo thoải mái. Kính thưa quý vị. Dạ. Bây giờ xin hỏi thăm các cô mình. Bây giờ bữa nay đãi bánh xèo, tại vì phim này tối nay mới coi, tất nhiên là để cho tao biết ngày mơi đãi gì nè. Ngày mơi là và bánh tầm hấp phải không? Nghe nói là ngày mơi là đãi bánh tầm hấp. Ngày hôm qua mình có nghe thông tin rồi. Như vậy là kính mời bà con mình ngày mơi hãy đến chùa để mà ăn bánh tầm hấp nha quý vị. Bữa nay thì ăn bánh xèo. Sơn biết rồi. Dạ có. Gì, có nghe rồi. Cảm cơm số 5. Dạ. Kính thưa quý vị, tổ này là tổ nấu cơm 10 ngày nè tại chùa, là của trọng cơm số 5 của cô Út Sơn. Thì đặc biệt cô Út cổ mỗi ngày cổ đều đổi mối ăn. Ngày hôm qua thì cổ đãi là bánh ít trần, bữa nay thì đãi bánh xèo, ngày mơi thì là bánh tầm hấp quý vị. Thì mời quý vị ngày mơi có dịp đến chùa để mình dùng bánh tầm hấp nha quý vị. Thôi đôi xin quay một chút rồi kính mời quý vị chúng ta đi ra phía ngoài nha. Kính thưa quý vị, hiện tại bà con mình đang ăn bánh xèo rất là ngon nha quý vị. Kính mời quý vị xem cái cảnh ăn bánh xèo, tại vì lúc này cũng chưa đông lắm. Bánh xèo rất là ngon, rau đầy đủ. Dạ hai cái được anh ơi, có nghiệp không? Không lo.
ngồi đây đi. Bữa nay chưa tới tổ quà xanh nè. Dạ. Hết nước rồi. Gần. Kính thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đã dùng bánh xèo cũng cũng ngon lắm rồi nha quý vị. Và kính thưa quý vị, hôm nay thì tổ đãi bánh xèo, ngày mai sẽ đãi là bánh tầm hấp quý vị nha. Kính mời quý vị, nếu ngày mai có đi chùa thì hãy đến đây dùng bánh tầm hấp cùng với chùa ăn hòa tử. Giờ đây thôi, tạm thời Tuần Quê xin rời chỗ này. Mình xin hẹn lại một lúc sau nữa quý vị. Ở đây thì các cô mà quản lý về dụng cụ tô chén thì mấy cô đang sắp rửa sạch. Rồi các cô sẽ sắp để mình phơi nắng cho nó tốt quý vị. Bữa nay thì bà con đi chùa cũng lại gai cũng không đông lắm nha quý vị. Mình thấy bà con đi chùa lại gai. Ở đây là tổ tiểu băng ấn sống phát hành sấm giảng về đồ dùng dược ảo quý vị. Có dịp đến đây chúng tôi sẽ phát hành tặng cho quý vị nha. Mô Di Đà Phật. Ồ, có công việc làm luôn hả dạ? Dạ. Ai thỉnh ạ? Mấy cô ở đâu lặng? Châu Đốc đi viếng chùa. Đi xe 16. Rồi, cảm ơn đệ nhiều. Hay quá. Kính thưa quý vị, có một ông cụ năm nay 70 mấy tuổi rồi quý vị. Ông cụ ổng ở Cao Lãnh, ổng yêu quá. Thành ra phải nhờ người con cõng quý vị. Ổng cũng bị hư gù. Ông ham đi chùa hả anh? Gì hả? Ông đòi đi hả? Anh cứ để đó đi không sao đâu. Để đi chút mình lấy. Dạ. Rồi ăn mới xong. Dạ. Cụ tội nghiệp quá ha. Có lòng, có lưng ổng còm, không bị gù. Đây là bàn thờ Đức Phật Di Lặc. Cụ như cũng còn thính tai ha. Anh là con thứ mấy anh? Dạ. Anh em đông không? Năm người hả? Tội nghiệp không cha. Rồi bà mẹ con không? Vậy hả? Kính thưa quý vị, thấy một ông cụ mình cảm thấy mình thương quý vị. Bởi vì mang thân mà tứ đại á thì nó phải gì? Do cái sự chi phối của định lực thiên nhiên là sanh lão bệnh tử của mình. Thành ra cụ thì hiện tại giống như trong người có bệnh nhưng mà cụ thì cũng bị gù, mà sinh sống của cụ nó bị gù một bên, nhưng mà có cái là cụ có cái tâm hướng Phật, cụ đòi đi chùa nên bữa nay người con thứ hai dắt cụ đi để mà lễ Phật. Phải nói cụ 70 mấy tuổi cũng lớn tuổi mà cụ có tâm hướng Phật thì là quý quá quý vị.
anh chở ông bằng cái xe gì anh? Xem ra mà chở ông ngồi được hả? Ồ, tội nghiệp ông già không? Ông nói chuyện được không anh? Bình thường ha. Tiền ơi, vậy là cho ông ngồi ở trong ấy luôn đi. Vô trong luôn. À, kính thưa quý vị, ngày nay thì mình thấy bà con cũng đi lai rai gì đó vậy. Ở chùa thầy thì lúc nào bà con cũng đi chùa lai rai. Lúc nào cũng có người hết. Cũng có người lễ chùa, đi chùa lễ Phật. Ông cụ cũng có cái tính tâm hướng Phật, mình cũng rất là thương. Cái đó vậy thì cũng mong rằng chư Phật mười phương lên đức thầy gia hộ cho ông được mạnh khỏe, vui tự tại để mà ông được sống trong thời gian bình an sắp tới. Thấy ông cũng rất thương, ông có cái tính tâm rất là tốt. Ông đang nguyện giải Phật đó quý vị. Tại vì lưng ông gù nên ông phải phải cơm sát. Kính thưa quý vị, thương quá sức nên ta bình tĩnh giúp độ đời cho đến chúng sanh. Thấy chúng sanh mà đức thầy đức Phật thương nên mà muốn tìm mọi cách để độ chúng sanh, nên mình thấy các vị mà đến chùa có cái tính tâm á, nên phải nói là chúng tôi cũng thiết nghĩ là đức Phật đức thầy sẽ gia hộ tấm lòng của quý vị. Tấm lòng mà hướng Phật bằng cái tâm chân thật đó, chúng tôi thiết nghĩ sẽ đức Phật và đức thầy sẽ gia hộ quý vị. Kính thưa quý vị, trong đường tu thì có nhiều việc mình cũng cần phải sửa đổi rất là nhiều. Bởi vì nhiều thử thách đang dây con đó, nếu ngã lòng không khó tiêu tán. Việc chi dù ở trần gian cũng là quyển hoặc chớ mang trong lòng. Thì quý vị biết là rất nhiều việc đang thử thách chúng ta, mà lắm lúc mà chúng ta không vững tâm thì tương lai mình sẽ bị lôi cuốn. Thưa quý vị, kính mời quý vị kính lễ Đức Phật Di Lặc. Kính mời quý vị phong cảnh chùa hôm nay thì cũng như mỗi khi, và đặc biệt thì mình thấy cái bụi, cái chậu bông mà hồi sáng em nghe nói mà quên rồi. Lan là gì? Tên gọi của lan trắng này là gì? Anh nhớ không? Gì đó hả? Nhưng mà tên của lan này là gì nè? Sáng em nghe nè. Ủa gì hả? Mùi sao đẹp quá ha. Lan này mình gọi là lan nè, lan trắng rồi cũng như lan bạch vậy đó. Mà ở Việt Nam mình không có sao? Ồ, ở nước ngoài mới có sao? Đây mình không có sao? Mình lan thường này nè. Cái này thấy không? Mình đây đâu có.
Em có nghe hồi sáng mà bây giờ em cũng quên rồi. Mà thường là vậy luôn đó hả? Cái người này thường em cũng à? Có cái bà này. Có bà cô này đây ha. Lớn tuổi không? Lớn rồi. Là có trắng có. Thường có ha. Có hường có luôn. Cái này trắng. Giờ này là vào lúc 11 giờ bà con mình dùng cơm nha quý vị. Sáng ăn bánh xèo rồi bây giờ tới giờ cơm. Thấy bà con mình cũng đang dùng cơm rất là ngon. Cái đồ thì hiện tại là các vị ở trong làm trong trường trung cấp trở về đây dùng cơm. Các anh trường trung cấp cũng đang khẩn trương để làm rất là nhanh để mà tranh thủ trước lễ 18 tháng 5 sẽ khánh thành trường trung cấp nha quý vị. Đây là các anh thợ hồ. Quay phim mắc cỡ quá, ăn gì cũng chút. Không biết ai quen là tôi quen nhiều một chút. Thì bây giờ đụng bánh xèo nữa sao quý vị? Hồi nãy đụng hết hai cái rồi. Bây giờ mình vô mâm là gặp bánh xèo nữa cái mình hơi ớn. Bây giờ mình chuyển lên mình dùng cơm nha. Anh mừng cho chúng tôi ăn bánh xèo nha. Từ sáng làm hai cái, giờ làm hai cái thôi hả? Thế nữa. Làm chẳng chục đi. Ngô hả? Rồi mình ăn cơm quý vị ơi. Mời quý vị dùng cơm nha. Bánh xèo cũng rất là ngon mà tại vì mình sáng mình ăn hai cái, bây giờ mình ăn cơm đi. Cái đồ vị vào giấc trưa này cũng có duyên quay các anh một chút nha quý vị. Các anh đang làm vệ sinh. Anh Bảy tôi thì ảnh đặc biệt lắm, anh đứng ở trong nạnh không à quý vị. Ảnh sao nhìn thấy giống sếp quá. Lan mà là kêu gì nào mà sao quên hoài hả? Lan Hồ Điệp. Tiền ơi tôi quên hoài mấy ông ơi. Quý vị bà mình dòm sơ mình tưởng đâu là giả nhưng không phải, là thiệt luôn hả? Cái gì? Mất tiền á, không phải 200 đâu nghe. Không có đâu á, phải không anh Hùng? Anh này anh không biết, anh nói chứ thật sự là không phải đâu. Một cây á hả? Hả? Ủa sáng này thấy cái bình bông này không có, bây giờ có hả? Mới cắm hả? Cái tôi bị có một cái mâm bông trang rất là đẹp nha quý vị. Cắm hả? Anh Bảy chúng tôi cắm nha quý vị. Cái anh mà anh Bảy mà khoanh tay nãy giờ đó quý vị. Dạ. Ui da. Bộ có người đem sen vô cúng nữa hay gì ạ?
mà có bình môn sen nè. Bởi vì bình môn sen này ai cấm? Dạ thấy cũng được nè. Ở buổi trưa này thì bà con cũng đi đông lắm, thì cũng thấy có khách lầy gai. Còn mình đi ăn trước chút ha Huy. Kính thưa quý vị thân mến, giấc này thì vào lúc khoảng 1 giờ ngoài chúng tôi cũng quay cảnh tại chánh điện chùa An Hòa Tự. Giờ này thì bà con đi cúng cũng không có đông. Kính thưa quý vị thân mến thì vào những ngày rằm 15, 29, 30 thì ở tại chùa thầy thì bà con sẽ đi đông hơn ngày thường. Vào những ngày này thì bà con nhín nhút ra một chút để đi chùa lễ Phật. Còn vào ngày thường thì bà con giống như là nhân dịp đi ngang rồi tiện ghé để rồi cúng quý vị. Thì vừa rồi thì chúng tôi cũng có mới tặng cho một cái vị ở nước ngoài thì thỉnh hai bộ thờ đi rồi hai bộ sấm giảng, thì mình thấy là vị này cũng rất là tin tưởng đức thầy, tin tưởng đạo Phật giáo hảo. Hôm nay là đến đây là lần đầu tiên tại vì vị này đi nước ngoài từ nhỏ vậy. Nhỏ bây giờ lớn lên là năm nay là 55 tuổi rồi mới đến đây. Rồi vị này cũng rất là vui mừng. Đức thầy có dạy đó, chúng tôi muốn đề cập đến một chữ là ngã.
thì tất cả tín đồ chúng ta phải hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật. Các sức thiền hành sẽ có thầy ủng hộ quý vị. Chữ nhân ngã cũng là quá gấp, ta chỉ nên phân biệt với người. Dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Người tu hành phải từ nghiệp tướng với bốn ma mới đặng ăn nhàn. Kính thưa quý vị, chữ nhân ngã cũng là quá gắt quý vị. Ngã là ta đó quý vị. Cái ngã này là giống như là chúng ta thường thường là hơi đặt vấn đề là ta như thế này, ta như thế nọ, hoặc giả là ta sẽ hơn người. Nên quý vị nên hiểu là phải tập, tại vì thân này là vô thường, cảnh này là vô thường, tất cả đều là vô thường, thì có gì là của ta đâu quý vị. Nhà này vô thường, thân chúng ta đã vô thường rồi thì có cái gì là của ta. Thì thế nên là quý vị phải cố gắng tập, là mình hãy nghĩ rằng mình không có cái gì là của ta. Thế nên khi mà người thì bao nhiêu người mà đụng tới mình, chạm tới mình thì mình vẫn bình thường, mình vẫn vô tư, mình không có phải phiền não sân hận. Lúc này thì hơi nhắn người một chút nha quý vị. Tại vì tâm chúng ta đó là tâm trần tục còn phân nhân ngã, thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Rồi tâm trần tục còn phân nhân ngã, phân biệt giữa ta và người, do cái chỗ phân biệt đó mình có cái chỗ hơn thua phải quấy, người chấp nhất ngũ lực như vậy. Thành ra khi mà chúng ta mà biết tu rồi thì nên xả bỏ đi. Hãy nghĩ rằng mọi người cũng như ta, và ta cũng như mọi người. Hãy quan hỷ, hãy tha thứ. Và nhất là quý vị biết là cái bản ngã của chúng ta đó, nó sẽ không khéo đó. Bởi vì mà chúng ta phải tu, biết cách tu đó là tu biết cách như đương biết đắc, đương đắc cành bằng dừa xe lon. Vì khi tu biết cách là quý vị phải hằng ngày phải chỉnh đốn lại cái bản ngã của mình. Tại vì chúng ta thường thường đó là chúng ta nói là khi mình có một chút cái bổn phận rồi thì cái bản ngã của chúng ta nó sẽ tăng dần. Khi chúng ta là người bình thường thì cái bản ngã mình nó cũng bình thường đó. Chúng ta coi mình là cũng bình thường thôi. Mà khi chúng ta có một cái chút trách nhiệm hay bổn phận rồi thì cái bản ngã nó sẽ tăng theo. Và ai chịch với chúng ta một chút cũng không được. Ai mà lướt qua chúng ta một chút cũng không được. Cái chữ ta ghê lắm vậy. Ta giống như cái bản ngã. Thành ra quý vị nên nó là hãy xem ta là bình thường, ta là vô thường. Đó quý vị. Nên quý vị nó là khi ra đường ăn nói thật thà, dầu cũng là dạy dạy, dầu quý vị có hay có giỏi gì cách mấy thì quý vị cũng coi như mình bình thường. Mình có đừng có đặt mình là một cái sự đặc biệt gì hết. Mình có cho rằng mình là con người thông hiểu thông suốt gì hết. Quý vị. Và khi quý vị đặt quý vị là một cái người quan trọng rồi thì cái bản ngã quý vị nó tăng lên. Khi quý vị đặt mình là cái người có bổn phận thì cái bản ngã của quý vị nó cũng tăng lên.
Dính có luôn, có luôn, nhưng mà có khẩu trang không đẹp. Khẩu trang rồi kính mời đứng lên đây chắp tay đây nhìn cho đẹp chút được à. Rồi mặc áo cũng được. Dạ. Dạ. Đi với ai? Anh với chú con với cháu của mẹ. Chú như ở trong Hưng Nhân mà. À, kính thưa quý vị, có ông chú mình cũng đang đứng trang nghiêm nha quý vị, chắp tay cũng dòm. Rồi. Cái này ông đưa lên đất đó hả? Ừ. Cái quay hoài xuống đây quay hoài nè. Quý vị hiện tại con đang đem đồ tới chuẩn bị để tổ thả mặt giá. Quý vị đây đây đồ có ai không? Con năm hả? 200 chung với gì? Ờ. Rồi rồi, cứ chắc là đi. Chắc luôn. Cái đó là không có gì quá luôn hả? À, làm đây ra để anh em quay phim ha. Anh là đặc biệt luôn là anh chở giùm luôn. Rồi mình chụp hình một chôn một bôi đồng cười tươi, một hai dòm đây nè ba. Rồi chúc quý vị bình an đi chùa vui vẻ xong. Đâu không mà biết đâu. À, kính thưa quý vị, chúng tôi cũng nán là một chút để quay thêm một chút nữa quý vị. Bởi vì cái việc tu hành chúng ta nó cũng nhiều việc lắm, phải sửa đổi lại. Nhất là nãy giờ chúng tôi muốn nói về cái nhân ngã đó quý vị. Chữ nhân ngã thật là quá gắt. Thành ra do đó đó mình phải cố gắng sửa đổi lại, nếu mà không á thì cái bản ngã của chúng ta đó lúc nào cũng cho rằng khi đối diện với rồi chào.
Dạ 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 dạ. Được. Chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta trở nên phân biệt với người, quý vị. Có nghĩa là khi chúng ta gặp hoàn cảnh của một cái người nào đó, rồi quý vị là phân biệt. Khi quý vị phân biệt rằng quý vị nói là tại sao người đó không giống mình, quý vị. Mình sẽ đưa cái ấn tượng của mình ra, đưa cái sự kiện mình ra, rồi có thể là mình so sánh, rồi mình phân biệt là thế này thế nọ, quý vị. Hay là hoặc giả là quý vị cho mình là người quan trọng, cho người mình là hay nhất, cho mình là cái người giỏi nhất. Rồi quý vị thấy người ta lướt qua, quý vị thấy người ta mà nói hơn quý vị thì quý vị không. Nên khi mà quý vị như vậy thì tất nhiên quý vị sẽ phiền não, quý vị sẽ cao có sân hận lên. Thành ra quý vị đang sống trong cái dòng khổ vậy. Bởi vì Đức Thầy nói dẹp năm tên thì mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng, quý vị. Thành ra đó là tham sân si nhân ngã, cái ngã là cái cuối cùng là cái ta đó. Mà cái ta của quý vị mà không dẹp đó, bởi vì Đức Thầy nói là dẹp năm tên thì mới mừng cười, mình mới mừng, mình mới vui được. Cho thật sự ra nếu mà còn năm tên này, cái ngã mà còn thì chắc ăn rằng quý vị không thể nào bình an, không thể nào bình an. Bởi vì quý vị cho chúng ta là người quan trọng và mọi người lướt qua khỏi quý vị là không chịu. Cái gì hồi nãy chúng tôi có đề cập một chút là khi quý vị có cái bổn phận trách nhiệm rồi thì người ta làm điều gì đó mà lướt quý vị là quý vị không phải thông qua quý vị, hay hoặc là phải nói quý vị phải cái gì đó cho quý vị biết rồi quý vị mới ưng bụng. Cho ngoài ra mà nếu làm việc gì đó mà qua quý vị là quý vị, thành ra quý vị sẽ phiền não rồi sao. Thì cái cách mà để mà quý vị không còn phiền não nữa do cái bản ngã của mình thì quý vị phải coi mình là cái nhân vật bình thường. Dầu quý vị làm các việc, quý vị là cái gì cũng là quý vị làm, quý vị hy sinh, quý vị đi đứng đầu, quý vị làm hết. Nhưng mà quý vị đừng có đặt mình là cái chỗ quan trọng. Chỉ biết là mình làm để cho nó có kết quả tốt và đủ rồi. Chứ còn cái việc mà trên dưới phải quấy hơn thua, đặt vấn đề chúng ta là quan trọng thì quý vị ráng, quý vị đừng có đặt vấn đề đâu. Vô pháp tướng mới là thiệt tướng, quý vị đừng có để mà cái nhân tướng của mình nó trên một cái phương diện nào hết. Pháp tướng có nghĩa là những cái phương pháp, những cái hừng cái sự kiện mà quý vị thấy. Giống như là giờ quý vị không phải là nhân vật đặc biệt, cũng không phải là một cái người gì quan trọng, cũng không có gì, nó tất cả đều là hư ảo vô thường. Mình phải cho mình là như vậy thì như vậy đó là mới vô pháp tướng được. Vô pháp tướng mới là thiện tướng. Quý vị lúc nào cũng thể hiện mình có một cái tướng để cho mọi người được biết đó, thì đó quý vị đang hướng về cái tướng, quý vị đang thể hiện cái tướng của mình lên thôi. Thí dụ như quý vị làm từ thiện, quý vị nói đạo, hay là quý vị
làm một sự kiện gì đó, nhưng mà quý vị không cần mọi người thấy và không cần mọi người biết, không cần mọi người phải biết mình làm gì. Thật sự nó không cần phải gì. Vô pháp tướng có nghĩa là một cái phương pháp, một phương cách, một cái điều kiện gì đó mà cũng không cần phải thố lộ, phải không cần phải nói với ai biết hết. Đó là mới vô pháp tướng. Hay hoặc giả quý vị vẫn làm, vẫn thấy, thì nhiều khi là tướng pháp mình phải có rồi. Ví dụ như là mình phải đi làm từ thiện, rồi phải đi quay phim, rồi phải đi nấu cơm từ thiện, phải làm công quả cho nhà chùa, cái gì phải làm. Nhưng mà cái tướng thì có, nhưng mà chấp, tâm chấp của ta, chúng ta thì không. Cũng không cần ai tôn trọng, không cần ai kể đến mình, không cần ai đặt mình là vào vấn đề nào quan trọng hết. Quý vị vô tư vô lự cứ làm hoài là xong nha quý vị. Vô tư vô lự mình làm, không cần phân biệt gì hết, không cần, chỉ có cái là vừa làm vừa niệm Phật, vừa niệm Phật. Ai chửi mắng thì ta giả điếc để cho người hết giận đạo viên, ví dụ vậy. Ai có nói nặng nói nhẹ, nói hơn nói thua, mới phải nói quấy hay hoặc giả, khen chê gì cũng vô tư vô lự, tại vì mình không chấp vấn đề nào, không chấp pháp trên hình thức nào cũng gì. Dầu mình làm một việc tốt gì đó, mình cũng không chấp rằng cái chuyện đó là chuyện của mình, hay là người ta khen mình rồi mình thích, rồi người ta chê mình rồi mình buồn, thì không đứng trên cái cảnh đó luôn. Nghĩa là mình không cần một pháp tướng nào hết, mình xa rời những cái hình thức khen chê đó. Cái gì ai chửi mắng thì ta giả điếc, hay hoặc là ai nói khen nói gì đó mình cũng phải giả, giống như mình không nghe, mình vô tư rồi ngoài nghe nhưng không nghe. Rồi như vậy coi như là người ta, chúng ta đã, ai có nói hơn mình cái gì đó mình cũng bỏ qua, ai nói mà khen mình gì cũng không cần thiết. Thì các sự kiện nào cũng vậy, mình chỉ nhắn nhủ cùng nhau, đóng góp cùng nhau để rồi mình làm tốt trong công việc. Hiện giờ chúng tôi quay đăng chánh điện mà không có ai trên, thành ra nó hơi vắng, không biết không, mình chuyển cảnh. Thường thường chúng tôi nói là cái người mà làm công quả cho nhà chùa, hay hoặc giả đi làm phước thiện bên ngoài, hay làm từ thiện điều gì đó, nhưng mà một khi đó mà quý vị có được đóng vai mà có trách nhiệm rồi, không khéo quý vị bị bản ngã tăng trong lúc đó nha, bản ngã sẽ tăng trong lúc đó, và quý vị không biết cách thì tất nhiên là quý vị sẽ bị quý vị sẽ bị trong cái khung đó là nằm trong cái bản ngã mà không thể nào thoát ly ra được. Quý vị biết là Đức Thầy ngày xưa đó là một vị Phật, là ngài là một cái người từ cực lạc trở về, giáo lý giáo điều Đức Thầy rất là rõ và đã dạy cho chúng ta. Quý vị, mà Đức Thầy nhiều khi còn khiêm tốn, Thầy xưng không bao giờ xưng mình là cái người hiểu biết. Ta chưa hoàn toàn thông thạo, Thầy nói gì? Ta chưa hoàn toàn thông thạo. Thành ra quý vị thấy là Đức Thầy còn phải khiêm tốn, phải nói một cái câu gì để cho mình học hỏi quý vị. Khi quý vị mà không khéo, quý vị chỉ hiểu biết chút đỉnh thôi, mà quý vị có thể là cho mình là người hiểu biết, rồi cho mình nâng cao cái giá trị của mình lên.
Dạ, thưa quý vị, giờ đây thì chúng tôi sẽ đi trở về phía bên Đức Ông một chút nữa để mình trình lễ Đức Ông. Rồi, kính mời quý vị hướng đến Đức Ông Đức Bà đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xong, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, buổi trưa này thì Tùng Quê cũng tâm sự quý vị nãy giờ thì cũng mong rằng quý vị cũng thông cảm. Tại vì Tùng Quê chỉ cùng nhau để hỗ trợ và cố gắng tu hành làm đúng con đường chánh đạo của thầy dạy, tìm con đường thẳng mẫn mà đi, và thầy dạy chúng ta có nhiều phương cách để mà mình trị bệnh chúng sanh, trị bệnh của chúng ta. Vì nãy giờ mình có đề cập đến cái chuyện nhân ngã đó. Bởi vì cái ta của chúng ta nó khá là lớn, mà nhiều khi quý vị không biết thì quý vị để cho ngày nó tăng lên. Thì thường mình làm thì thật sự ra thì cái công việc thành đạt cao siêu mình cười, nhưng mà quý vị thường hay cho mình là công thì cái sự công của mình, tại vì mình cho mình là thành công rồi. Cho mình là thành đạt, cho mình là người hiểu biết. Với cái người giác ngộ, cái người hiểu được cái chân lý đó, thì khi mình cho mình là cái gì là nên cái cách mà để mà mình biết cách để mà mình thoát khỏi dòng cái dòng giúp được nó ấy là gì? Giống như nãy giờ chúng tôi đề cập cái chuyện nhân ngã, tham sân si, tham lam, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế, thì tham của mình nó đủ thứ mà nó làm cho chúng ta phải say mê và tìm kiếm mình đầu mà phải cố gắng mình thực hiện cái việc tham của mình. Tham nhà cao cửa rộng uy vinh, tham giường tò vai kiến. Thì quý vị biết là thế gian là giả tạm, có gì đâu mà mình thân ta còn giả, mà thí dụ quý vị là tham đâu có thân ta còn phải bỏ thì tham rồi rốt cuộc thì nó lại không chết rồi bỏ của bơ dơ, chết rồi cũng bỏ của bơ dơ. À, thành ra do đó đó thì có nhiều cái phương cách để mà giúp cho ta mà bỏ đi tập, mình có thấy rằng mình quan trọng. Giống như là ta nguyện một lời thành chánh đạo, chẳng phải người thông thạo hoàn toàn gì. Đức thầy đó là lời thầy nói, thầy nói là chẳng phải là người thông thạo hoàn toàn, mà đức thầy là người hiểu và tên là Phật. Đây là bà chị đang đến để làm xin, chị cứ vô làm tự nhiên nha, em đang thì đây là một cái cách mà đức thầy dạy chúng ta. Thấy là Phật,
với thầy là cái một vị rất là hiểu về đạo lý và chỉ dạy cho chúng ta thấm nhuần. Mà đức thầy lại nói một câu, phải nói là mình phải học hỏi, vì thầy nói là ta nguyện một lời thành chánh đạo. Đức thầy nguyện là đức thầy phải đi một chánh đạo, chẳng phải người thông thạo hoàn toàn. Đức thầy nói là đức thầy chẳng phải là người thông thạo hoàn toàn. Nhưng mà gắn trí kiêu gian, người ơi thức tỉnh lánh nàng tu thành. Thành ra quý vị, đức thầy nói là người ơi thức tỉnh lánh nàng tu thành, có gì khuyên mình gì, đức thầy khuyên khuyên người tu tỉnh rất nhiều cũng hay. Thành ra khuyên để rồi người ơi thức tỉnh lánh nàng, lánh nàng và tương lai nó sẽ bị tai nạn đó, bị tai nạn. Tu thân, tu là sửa thân là thân mình. Thì trở lại vấn đề mà cái câu mà thầy nói là chẳng phải người thảo hoàn toàn, thầy là Phật mà nói không hiểu. Thì chúng ta là cái người giàu có hiểu biết cách mấy, chúng ta chẳng là người Phật. Chúng ta chỉ có một chút trí tuệ để biết được đạo lý và quy luật của thầy dạy. Thì cái hiểu biết của mình cũng là mình được tạm. Người nhớ là đừng có cho rằng mình là người biết, mà cho mình là người hơn người ta. Rồi cống cao ngã mạn nổi lên, ví dụ đó lúc đó bản ngã của mình. Khi mà bản ngã của gì nổi lên rồi, có chút quý vị đầu xuống. Khi mà quý vị làm cái công việc, tất cả các công việc, làm công quả, làm từ thiện, làm cái gì cũng vậy, mà quý vị làm trong bản ngã đó, thì quý vị sẽ không có phúc. Giống như là bà chị ở đây mà bà làm công quả ở nhà bếp mà lúc nào bà nói tôi là số 1 mà không được. Mình không có một số nào hết, cứ làm hết bụng mặt mà thôi. Không có tôi là không được, nói gì cũng không được luôn. Nếu không có mình thì cũng có người khác làm, phải không chị? Thành ra do đó quý vị là cho quý vị là số 1, mà không có quý vị thì không thể làm được việc gì hết, nói gì cũng không được. Có người này, có người khác. Dạ. Có thì đỡ ranh chút, không có thì mình cực chút. Thành ra đó, ý muốn nói quý vị là khi mình đã giỏi thì quý vị hãy âm thầm và đừng cho mình là một người có vấn đề quan trọng để mình trừ đi cái bản ngã. Hãy coi mình như là một người bình thường, như đức thầy có giọng nói như nãy đó, ta chẳng còn tài không, ta chẳng tài giỏi gì hết, vì cái ta này nó là giả tạo. Thành ra nhất là nếu ai là cái người làm công quả tại nhà chùa, làm công quả hay làm từ thiện gì đó, hay làm được gì đó mà nó có cái tính cách là đạo đức, mà quý vị được đóng vai, quý vị chúng tôi nói chữ đóng vai nha, cho mình tế nhiệm chút, quý vị được có cái trách nhiệm không khéo, cái đóng vai và trách nhiệm đó sẽ làm cho quý vị đau khổ. Tại vì không khéo quý vị sống trong cái bản ngã do cái vai đó. Tại vì ta là số 1, lúc đó mà đóng vai mà ngon lành rồi, giống như mà chép hát mà vai chánh vậy đó. Tôi đóng vai chánh nè, tôi quan trọng lắm à. Quý vị thấy là khi mà quý vị đặt vấn đề tôi là một dây chánh rồi, thì ai hơn mình là không chịu, ai mà nói hơn mình cũng không chịu, mà ai làm qua mặt mình, lúc đó mình thể hiện lên mình là số 1, thì quý vị biết là nơi sẽ là khổ.
quý vị sẽ khổ liền. Phiền não sân si quý vị nó nổi lên từ giờ từ phút luôn, bảo đảm gì luôn. Lúc đó quý vị, ví dụ ai mà làm lướt qua quý vị một cái là quý vị sân si liền, nói tại sao không cho tôi hay, mấy ông có quyền gì. Đó là cái mạnh mẽ. Cái điều quan trọng là đứng trước bộ cảnh chúng ta phải vô tư và bình an, hãy giữ tâm thanh tịnh mới làm việc nhân từ được. Mong rằng là quý vị và chúng tôi, cùng chúng tôi phải cố gắng thực hiện, hãy giữ cái tâm khiêm hạ, dầu mình có làm cái điều gì quan trọng nhất trong cái việc làm, dù mình có tài giỏi cách mấy đi nữa, mình hãy xem người là bình thường, và mình cũng như mọi người, và mọi người cũng như mình hãy tôn trọng lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, quý trọng lẫn nhau. Và dù ai có, mình có làm được điều gì đó, ai khen tặng mình thì cũng cười cười, mà ai có chê mình cũng cười cười, nhớ nha chị. Gì đó, để chi, để giữ cái tâm thanh tịnh. Tại vì quý vị nói nghĩa là mình sẽ bị thử thách trong cái thuận và thử thách trong cái nghịch. Thuận cảnh là tức là những cái niềm vui, những cái lời khen tiếng đẹp đến với mình, cái mình động là mình khoái, mình thích. Còn nếu mà cái cảnh nghịch tức là những lời chê bai, những lời nói nó không tốt với lời mình đó, thì mình sẽ phiền não, nó cũng động trong cái nghịch cảnh. Nhưng mà mình bây giờ hãy xa lìa cái này, có nghĩa là cảnh và tâm không quan hệ với nhau. Bằng cái suy nghĩ, bằng cái tâm thanh tịnh của mình, bằng cái sự niệm Phật, tất cả đều vô thường, khen chê mặc tình ai, mặc tình ai dèm pha tay tiếng, giữ tâm lành như miếng hoa thơm. Nghe có gì anh chị? Đó. Chị đi, chúng tôi và quý vị cũng cố gắng làm như vậy, được như vậy thì chúng tôi tin chắc rằng công đức quý vị sẽ nhiều và cao siêu. Thì đôi dòng tâm sự trong cái giây phút đoạn kinh cuối này, tôi chúc cho toàn thể quý vị được bình an, vui vẻ, mạnh khỏe trong những ngày sắp tới. Nhất là quý vị nên hướng về chùa Phật, hướng về Đức Phật, hướng về chùa, hướng về Đức Thầy, thành tâm cầu nguyện, mong rằng Đức Phật, Đức Thầy sẽ gia hộ cho quý vị. Tại vì tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng sân trình thảo lạc. Khi quý vị tưởng Phật thì Phật độ, tưởng Thầy, Thầy sẽ độ. Tuy là hữu ảnh là không có hình ảnh, không có hình tướng ở tại đây, nhưng chớ dân lòng tưởng thì sân trình đó là Thầy sẽ trở lại độ. Tin tưởng như vậy, ráng cố gắng niệm Phật, ráng cố gắng làm lành, tránh tất cả điều độc ác, quyết giữ tấm lòng cho trong sạch. Quý vị, mong rằng quý vị cùng chúng tôi làm tốt để công việc chúng ta được suôn sẻ, tâm chúng ta được bình an, và tương lai sẽ có niềm hạnh phúc trong tương lai. Đến đây chúng tôi xin tạm biệt. Nam mô A Di Đà Phật.